các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về tem từ chuyên dùng cho mắt kiến. Đây là con tem chuyên dụng mà dùng để cho mắt kiến với lại một cục bộ gỡ chuyên dụng của nó. Đây mình sẽ test cái video này cho mấy bạn xem về cách sử dụng con tem này. Đây là khi mình mở ra, mình mở thẳng con tem ra để mình gài vào mắt kiến. Đây mắt kiến thì khi các bạn mở ra, các bạn sẽ gài cái phần này sẽ nằm bên ngoài mắt kiến, để cái tiện cho người sử dụng có thể đeo thử. Đây, mình sẽ cho cài vào. Đây, các bạn thấy. Mình sẽ bóp siết chặt lại. Đây. Thì khi gài bên ngoài vậy thì mình thử kiến sẽ không bị vướng cái con tem này. Đây thì sử dụng hướng dẫn cái sử dụng cái bộ gỡ. Đây thì mình kê vào vô giữa. Thì khi con tem mà nó chưa lên thì các bạn vui lòng ấn ở hai cái đinh, ấn nhẹ một cái thì nó sẽ nhả. Sẽ nhả cái đinh đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.